Trong cô cơ chị Trang Phong Minh Sang, nhân dịp năm mới thì Hen xin kính chúc tất cả mọi người sẽ có một cái Tết thật là ấm áp và một cái Tết đầy yêu thương, gia đình sum vầy với nhau, và sẽ có đông anh chị em cùng tâm sự, chuyển kể về năm cũ và những cái điều của năm mới. Và Hen hy vọng rằng tất cả các gia đình của người Việt Nam mình sẽ có một cái Tết thật là hạnh phúc và ý nghĩa để chuẩn bị cho một hành trình mới của năm mới. Ak thun phang rau hen ak mai ko chi chang phung miet ok khon duon mai dai deh ra deh diet mok lai chak chin mok lai sai pral lam sem lai la en mok lai di prong lam klai tip do bang lai chak lu.